làm vườn rồi nhá. Này vẫn còn muốn ăn mà hai một bó đi về ăn phá hỏng hết rồi. Ơi, mưa quá đi.
con nhớ từ con mẹ chờ cho lính hồi sau nè. Nè con nói với biết tả to tả từ hai con nhá, ăn còn còn nhiều. Ê nè cô mẹ cháu của cà chua lỏ ấy tụi con chợ đè na cà chua bọn na lọ nữa. Cô có mấy cái nhất gì vậy? Cái này mình so mà một con chung rồi. Đi về thôi con nghe. Chỉ mua bao ly vậy? To đẹp thế.
đi làm nữa. Ui, quả này. Có một tên đó là? Ừ. Đấy cơ. Món ăn tàu gì? Mình có chiếc nữa hả? Đấy, cho nó ăn. Cái chèo là không buồn. Hay như có nhiều. Ừ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.